Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh mến chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Thưa quý vị và các bạn, khi xem tử vi cho tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 12 âm lịch này, bạn sẽ nắm bắt được cuộc sống của chính mình về các mặt như tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Qua đó thì sẽ giúp cho bạn có được những bước đi vững chắc trong tương lai của mình. Và sau đây thì sẽ là phần luận giải về lá số tử vi của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1991 trong tháng 12 của thầy Gia Cát. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 mệnh lộ bàng thổ, là người tâm địa hiền lương, có ý chí và trách nhiệm cao. Về ngoài mềm yếu nhưng nội tâm mạnh mẽ và cứng cỏi. Họ thích thiết lập sẵn kế hoạch trước khi làm bất cứ điều gì. Ước mơ của tuổi Tân Mùi là tự mình gây dựng cơ nghiệp, nhờ vào tài năng và quyết tâm của cá nhân, họ hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực. Tân Mùi sinh năm 1991, đây là con người của sự chí khí cởi mở, có số lập nghiệp cơ đồ, hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, để được đắc lộc thì Tân Mùi thường phải trải qua sự khổ trước sướng sau. Vậy nên đây là một trong những tuổi dễ gặp nhiều tai ương vất vả, lên voi xuống chó trong những giai đoạn đầu đời. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2021, ngũ hành xung khắc, cho nên trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, gia chủ Tân Mùi có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn đạt được bước tiến như là mong muốn của bản thân. Do đó cần phải kiên trì với những gì mình đang làm và mình cho là đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đặt ra. Nên nhớ, không nên tham lam chạy theo cái lợi trước mắt và tốt nhất là hãy chậm mà chắc, rồi bạn cũng sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Tân âm kim gặp tân âm kim nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Tân Mùi cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này là tháng khó khăn đối với mệnh chủ Tân Mùi sinh năm 1991. Công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng cũng không được như ý. Bản tính thiếu quyết đoán nên có khi đứng trước cơ hội trời cho, bạn lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì bạn lại nghe theo kẻ xấu. Cho nên cuối cùng mọi việc đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, họ dễ mắc sai lầm, con đường công danh sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất hiện nay. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, do công việc không thuận lợi nên tiền cũng không đủ dùng. Nếu bạn thiếu tiền, tốt nhất nên nhờ sự giúp đỡ của người thân hoặc bạn bè thay vì chọn một khoản vay, bởi có thể khiến bạn bị lừa đảo. Bạn nên lên kế hoạch cho tháng sau để tăng thêm thu nhập, duy trì tài chính và cẩn trọng những hành động bốc đồng. Con giáp này cần phải lập kế hoạch tài chính cho chính mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng và cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình, về sau lại phải hối hận. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Vận trình sức khỏe của người tuổi Tân Mùi theo tử vi tháng 12 âm lịch cho rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Mệnh chủ Tân Mùi thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Bạn nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe và tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Các gia chủ Tân Mùi có khả năng mắc bệnh liên quan tim mạch nên phải hết sức đề phòng những nơi tăm tối, ẩm thấp, những nơi u uất không nên qua lại nhiều và tránh ức chế những chuyện vô bổ.
Bạn phải khám sức khỏe định kỳ thường xuyên và hơn nữa nên tập thể dục, ăn uống chế độ tốt, điều dưỡng cơ thể. Bạn cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Các mệnh chủ Tân Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng 12 này do ngũ hành xung khắc nên ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm của đôi lứa. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương nên có thể xảy ra những tranh cãi liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình thì cũng nên trân trọng người bên cạnh mình, đừng có mới nơi cũ để mọi chuyện xấu đi. Bạn cũng nên cẩn thận, kẻo có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ mãi giữ tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Trong tháng này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích cãi vã tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Đồng thời, bạn cũng nên dành nhiều thời gian hơn để tâm sự và chia sẻ tâm tình vợ chồng, để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Làm bậc, làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương sáng để con cái noi theo. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Tân Mùi trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 12 năm 2021, tức ngày 12 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 12 năm 2021, tức ngày 24 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mùi trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, ngày âm lịch ngày 3 tháng 12 năm 2021, tức ngày 5 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 12 năm 2021, tức ngày 17 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 12 năm 2021, tức ngày 29 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc cho gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, tuổi Tân Mùi nằm trong bộ tứ hành xung, thìn, tuất, sửu, mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đổ họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ Tân Mùi sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế, đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Tân Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải cho lá số tử vi của những người sinh năm 1991 âm lịch. Trong tháng 12 âm lịch này, chắc hẳn là quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại!